Kính chào quý khán giả đang theo dõi VTV Kết Nối. Chương trình ra mắt từ mùa hè 2024, Hoa Vui Ca đang trở thành điểm hẹn thân quen với các em nhỏ và gia đình vào 18:50 hàng ngày trên kênh VTV3. Phía sau mỗi tập phát sóng là những nỗ lực, tâm huyết của các ekip đến từ nhiều đơn vị sản xuất của Đài Truyền hình Việt Nam. Câu chuyện hậu trường Hoa Vui Ca sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Mỗi tuần một ca khúc chủ đề, Hoa Vui Ca mang đến những mảnh ghép âm nhạc thú vị vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV3. Trong đó, đáng chú ý là hành trình Hoa Vui Ca lan tỏa tới các trường cùng sự tham gia của đông đảo bạn nhỏ. Ngày hôm nay thì ekip của Hoa Vui Ca đến một điểm trường là trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm để tổ chức một buổi quay với bài hát Cánh Đồng Tuổi Thơ. Format Hoa Vui Ca là một format đầy đủ các ngày trong tuần. Và ngày thứ 6 có thể được coi là một cái ngày bùng nổ. Khi mà chương trình đến các điểm trường thì cái sự lan tỏa của chương trình ấy đã đem đến một cái sức sống mới cho chính ca khúc cũng như là cho chương trình. Các thầy cô cũng như các bạn đều rất hào hứng và có một cái sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Các bạn học sinh cũng như các bạn tham gia chương trình luôn luôn truyền cho ekip sản xuất một cái năng lượng rất là tích cực. Được hâm nóng bởi âm nhạc và vũ đạo, sân khấu trường tiểu học Nguyễn Bình Khiêm tràn ngập không khí vui tươi, tràn đầy năng lượng. Các bạn học sinh tham gia mini game với nhân vật mascot dễ thương của nhãn hàng sốt Chinsu Mayo, qua đó giúp các em có những trải nghiệm vui vẻ, mới mẻ. Để thực hiện một cái sự kiện tại điểm trường, thì trước đó ekip thì sẽ phải gửi cho trường cái bài hát, cái tiết mục mà mình sẽ dự tính là sẽ biểu diễn tại trường đó, cũng như là kêu gọi nhà trường có thể xem cái khung giờ lên sóng bài hát đó ở trước những ngày từ thứ 2, thứ 3, thứ 4 để mọi người đã biết qua được ok đấy là giai điệu như thế nào hay là cái bài hát đấy sẽ được biểu diễn ra sao, thì nhà trường sẽ có cái sự chuẩn bị để cho cái buổi ghi hình thực tế tại trường nó đạt ra được một cái kết quả hợp lý nhất. Từ những thông tin từ chương trình Hoa Vui Ca gửi ra thì chúng tôi đã triển khai tới đầu mục cho giáo viên. Để ở trường chúng tôi có rất là nhiều các bộ môn âm nhạc và chúng tôi đã lựa chọn thầy Thành Công là một trong những giáo viên dạy múa ở trường và thầy hiện tại đang công tác tại Học viện Múa Việt Nam. Thầy đã trực tiếp giảng dạy con cùng với tôi. Khi các em nhỏ ở Nguyễn Bình Khiêm nhận được thông tin là sẽ được tham gia chương trình Hoa Vui Ca, các bạn rất là vui vẻ, rất là háo hức và rất là mong chờ để có thể được chứng minh bản thân mình qua các cái động tác, qua những vũ đạo đó để có thể đem được cái niềm vui, sự say mê và cái nhiệt huyết của mình đến cho các bạn nhỏ khi xem chương trình Hoa Vui Ca. Kết nối với các tập phát sóng trong tuần, điểm nhấn nổi bật của Hoa Vui Ca là số phát sóng vào thứ 7. Những mảnh ghép âm nhạc trong tuần được các ekip dàn dựng thành tiết mục tổng hợp với sắc màu rực rỡ của các em nhỏ tham gia chương trình. Để có thể tổ chức những cái buổi ghi hình, những cái tiết mục có màu sắc nhạc hội như vậy thì chúng tôi cũng đã phải có một cái kế hoạch rất là dài và cụ thể, bởi vì nó huy động một lượng người rất là lớn. Mỗi câu lạc bộ, mỗi đơn vị thì sẽ được hướng dẫn và tập huấn những cái bài biểu diễn, sau đó phải dành thời gian cho câu lạc bộ tập, phải thực hiện các yếu tố chuyên môn như là vũ đạo, âm nhạc, đạo cụ, trang phục để khi xuất hiện trên sân khấu đấy sẽ là một cái tổng thể tuyệt vời nhất. Với nội dung ý nghĩa, cách thể hiện sinh động hấp dẫn, mỗi tập phát sóng Hoa Vui Ca mang đến không khí tươi vui, điểm hẹn kết nối giữa các thành viên trong gia đình và là món quà Đài Truyền hình Việt Nam gửi tới các bạn nhỏ. Mỗi một tập phát sóng của chương trình Hoa Vui Ca nhưng nó đều gắn với một nội dung và những cái nội dung đấy thì đều được sâu chuỗi với nhau và được thiết kế thành một cái bài giảng để cho các em nhỏ vừa xem, tham khảo nhưng đồng thời cũng học hỏi được rất nhiều điều từ chương trình Hoa Vui Ca. Đây là một chương trình rất là hay và ý nghĩa, hay từ cái phần ý tưởng xây dựng cho đến cái phần thực hành, và không chỉ là xem trên màn hình nhỏ nữa mà sẽ đến địa điểm của các trường và chính học sinh sẽ là những người mà thực hành những cái chương trình như thế, luyện tập, được biểu diễn và được lan tỏa thì các con sẽ cảm thấy rất là vui và thấy ý nghĩa. Khi thực hiện chương trình này thì những người thực hiện như chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vui, bởi vì là đi đến các điểm trường thì ở đâu cũng rất là nồng nhiệt và rất là cổ vũ, rất là nhiệt tình, và đấy chính là cái nguồn động viên rất là lớn cho chúng tôi tiếp tục thực hiện cái chuỗi chương trình này ạ. Gặp lại khán giả trong Hoa Vui Ca. Với sự xuất hiện của những người dẫn chương trình nhỏ tuổi trong không gian âm nhạc được phối khí mới, Hoa Vui Ca mang đến không khí tươi vui, tràn đầy năng lượng. VTV Kết Nối xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả và các em nhỏ đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.